Sáng ngày 5 tháng 10, thành phố Hà Nội chính thức thông xe hầm chui Lê Văn Lương sau 2 năm thi công. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2022. Dự án hầm chui Lê Văn Lương vành đai 3 được xây dựng theo hướng đường Lê Văn Lương, đi ngầm qua nút giao Khuất Duy Tiến, Tố Hữu. Tuy nhiên sau buổi lễ thông xe, hầm chui đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại khu vực hầm hở trên đường Lê Văn Lương, đoạn qua nút giao đường Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân và khu vực má hầm bên phía đường Lê Văn Lương. Hầm chui Lê Văn Lương được khởi công từ tháng 10 năm 2020 với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, có tổng chiều dài khoảng 475 m, mặt cắt ngang gồm hai hầm riêng biệt, mỗi hầm có bề rộng 7,75 m, gồm hai làn xe cơ giới rộng 3,5 m một làn. Đây là hầm chui thứ tư ở Hà Nội đi vào hoạt động.